Niệm Phật Kính Luận của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: các kinh niệm Phật giảng sanh nói niệm Phật có 30 lợi ích. Cả 3 thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. A nhỏ, quá khứ, diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. B nhỏ, hiện tại. 1. Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. 2. Công đức vô biên, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức di diệu. 3. Được pháp thù thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. Mười phương chư Phật đồng khuyên tín niệm. 7. Nếu có hòa hoạn, niệm Phật liền trừ. 8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 9. Niệm Phật một pháp, nhiếp nhiều pháp. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông 8 giáo. Một câu A-di-đà Phật niệm được thuần thuộc 3 tạng, 12 bộ kinh. Những giáo lý cực tác đều ở trong đó. 1.700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tù tình giới cũng ở trong đó. 11. Khi lâm chung, Phật tự đến trước, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ, kinh pháp cổ. 13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ kéo dài mạng sống, Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc đại giác. C nhỏ, vị lai. 14. Quá sanh trong đài hoa, thân màu vàng rồng. Kinh nói hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thứ thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, tha tâm, lậu tận thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng Bồ Tát di bạn lữ. 22. Hương hoa ôm nhạc 6 thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh không có bệnh tật. 27. Không bị đọa ba ác đạo. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm 6 thời thường nghe diệu pháp. 30. Ở địa vị bất thối. Tịnh độ quần nghi luận của đại sư Hoài Cảm nói: người sanh về Tây phương có 30 điều lợi ích. 1. Giảng sanh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường Phật. 5. Tận tay nghe Phật thuyết pháp. 6. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nguyện đem công đức này hồi hướng với các hương linh ở sông này, được hướng này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.